Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 73 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Người đọc KhánhDuy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, dường như là rất lâu, cũng như là trong nháy mắt, thời gian quang quyền giống như không khí vừa mới rời khỏi tay Tát Hải, liền rất nhanh lan rộng ra bốn phía. Từng đạo sóng gợn từ trung tâm quang quyền bắt đầu khuếch tán, tất cả hỗn độn tinh thần lĩnh vực của Tần Vũ bị bao phủ bởi linh khí, làm đảo loạn thiên địa này, sau một lúc đã khôi phục lại bình lặng. Giống như ngàn vạn đóa tiên hoa lộ phóng, giống như khắp nơi đều là hoa, ngọc quyền của Tát Hải cũng mang theo một cỗ tử linh mị vị. Vốn không gian đang ngưng trệ dần dần khôi phục lại bình thường, mọi người cũng không thể nhận được năng lượng ấm áp từ lĩnh vực của Tần Vũ nữa. Mà Tần Vũ lúc này tất nhiên là không tốt. Bên trong đan điền, tinh vân một trận rung động, phảng phất giống như mặt sông đang phẳng lặng bỗng nhiên bị một tảng đá ném xuống vậy. Ánh mắt Hồng Quân lộ ra quang mang màu vàng, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước mặt. Quang mang trong tay lúc ẩn lúc hiện, quang mang của Hồng Quân giới khiến cho Huống Thiên Minh một trận phát lạnh, không khỏi nghĩ đến nếu Tần bá phụ bại trong tay Tát Hải thì không biết Hồng Quân sẽ phát điên và làm chuyện gì nữa. Người khác không biết uy lực của Hồng Quân giới, thế nhưng Huống Thiên Minh cực kỳ rõ ràng, nhất là khi hai người xuyên qua thông đạo gian nan kia. Huống Thiên Minh rõ ràng hiểu được, nếu không phải có uy lực cường đại vô cùng của Hồng Quân giới thì có lẽ hai người thực sự rất có thể sẽ bị áp lực cường đại chí cực hủy diệt. Chỉ là Tần Vũ có thể dễ dàng bại được sao? Tu vi của Tát Hải rõ ràng là hơn Đế Thích Thiên, hai người đều có tu vi 9 cánh thượng giai, nhưng nếu nói về chiến lực chính thức, nếu không phải Đế Thích Thiên dùng thiên đạo chi nhận, sợ rằng cũng khó có thể làm gì được tử vân vô cực đại pháp của Tát Hải. Đó là không gian của chính Tát Hải, ở đó hắn chính là thần. Cùng với Đế Thích Thiên đánh một trận, tuy nói hai người đều không có chính thức sử dụng tuyệt chiêu, nhưng cũng đều tự hiểu ra. Trong lúc hai cường giả chiến đấu, đến ngay cả Tu La nữ vương Chạc Nghiên cũng không muốn lui tới. Điều này cũng không phải cảnh giới tu vi có thể có tác dụng. Chính thức mà nói là thần thông đặc biệt của bọn họ, có thể khiến đối phương chấn động, hơn nữa lại có năng lực tự tạo sát thương thật lớn. Mà cảnh giới chỉ là biểu hiện một phần của lĩnh ngộ mà thôi, muốn chính thức hóa thành thực lực bản thân nhất định phải tốn rất nhiều thời gian. Chính bởi vì cảnh giới đã không thể có tác dụng quyết định, cho nên Tần Vũ mới chỉ đạt 8 cánh lại có thể cùng Đế Thích Thiên đánh một trận thắng bại khó phân. Hai người đều là người chiến thắng, nhưng nói về thủ đoạn thì Đế Thích Thiên chính là người có thu hoạch nhiều nhất, bởi vì hắn đã thành công hủy diệt phòng ngự của Tu La Thành. Hiện giờ đối mặt với Tát Hải, Tần Vũ có thể thắng hay sao? Như thế nào có thể chiến thắng đây? Cảm nhận được uy lực ngọc quyền của Tát Hải, chỉ một quyền nhưng quá ư cường đại, thậm chí ngay cả phương viên xung quanh 10 dặm đều bị bao phủ trong quyền thế. Không gian phụ cận đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Tát Hải, thiên địa nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, trong một khoảnh khắc liền đã ngưng tụ thành một quyền ấn thật lớn. Trong lòng Tần Vũ vô bi vô hỉ, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, hai tay tùy ý vuốt quanh người, một cỗ khí thế làm cho người ta phải im lặng và khí tức từ trên thân người hắn chậm rãi hiện lên, còn hơn cả khí thế tử vong bạo ngược lúc trước. Lúc này Tần Vũ tựa hồ như siêu thoát, hữu tử hữu sanh, lục đạo luân hồi ẩn hiện trên người hắn. Quyền ấn thật lớn phiêu phù trên đầu mọi người, nếu là nói từ trên 9 tầng trời hạ xuống trừng phạt thế nhân thì so với thiên lôi của người trần cũng giống nhau. Khí thế kinh thiên đã chuyển ra xa bên ngoài, đến ngay cả phần đông yêu thú ở Thiên Sơn lúc này cũng đều phải bế khí thu liễm lực lượng bản thân, đều trốn ở một nơi an toàn, run sợ quan sát lực lượng phía chân trời kia. Ha 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 ha, Tần Vũ huynh, sau khi cùng Đế Thích Thiên và Thiên Mông đại chiến, Tát Hải ta chưa bao giờ sử dụng qua lực lượng chính thức cả. Hôm nay có diễm phúc đánh với ngươi một trận, khiến cho ta không nhịn được rất là phấn khích. Để tỏ lòng tôn trọng với Tần Vũ huynh, hôm nay nhất định phải đem toàn lực ứng phó. Tát Hải ngửa to mặt lên trời, thân thể chậm rãi bay lên, y phục toàn thân bị gió thổi lất phất, giống như ma thần sống lại. Giờ phút này hắn tràn ngập khí thế, khiến cho người ta phải nhiếp phục. Tần Vũ hơi ngước lên, trong con ngươi thần quang lóe lên trong suốt, vô cùng lặng lặng nhìn lên quyền ấn cực lớn trên bầu trời, cùng với khí thế vô cùng của Tát Hải, bình thản nói: Từ khi tiến vào thiên giới cho đến nay, Tần Vũ ta cũng chưa sử dụng lực lượng cường đại của lục đạo luân hồi. Cho dù là Đế Thích Thiên ta cũng chưa dùng nếu như chưa gặp nguy cấp. Hôm nay ta cùng với ngươi tranh đấu, nhưng nếu bị ngươi đánh lén, Tần Vũ ta cũng không phải chịu lép vế đâu. Lợi dụng giết người, người nhất định giết. Hy vọng ngươi có thể thoát khỏi sự trừng phạt của lục đạo luân hồi. Chỉ thấy sau khi Tần Vũ nói, trên bầu trời phía trên quyền ấn kia vô thanh vô tức xuất hiện một dòng suối màu đen cực lớn. Cả sa thành cho đến toàn bộ sa mạc trong nháy mắt đều rơi vào trong hắc ám. Âm thanh thần bí rít lên lại tựa hồ như không có gì từ dòng suối màu đen tản ra. Hồng Quân ngửa đầu nhìn dòng suối trên bầu trời, không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Chà, rốt cục cũng đã tới được cánh cửa của thiên đạo, rốt cục cũng có thể bước đầu sử dụng lực lượng của lục đạo luân hồi. Đây là dạng lực lượng gì đã không thể dùng từ ngữ nào để hình dung ra được. Hồng Quân hai tay nắm chặt, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Lực lượng lục đạo, mặc dù Tần Vũ hôm nay không có cách nào phát huy lực lượng chính thức, nhưng về cơ bản chỉ cần lại lĩnh ngộ nhất định có thể tiến vào bên trong cánh cửa thiên đạo, trở thành người thứ ba có được thiên đạo chi nhận sau Đế Thích Thiên và Huống Thiên Minh. Mà hắn chính là bởi vì không thuận theo ngoại vật, lĩnh ngộ thiên đạo, nhất cử trở thành một trong ba đại nhất nhân. Điều này có lẽ chính là nguyên nhân hắn không cần đến chí bảo tu la giới và thiên giới. Tất cả vọng đồ của thiên nhân đều bị thiên đạo coi rẻ, chính bởi vì rất nhiều người muốn dùng thiên đạo chi nhận để lĩnh ngộ thiên đạo, cho nên một cách đi mới tự mình lĩnh ngộ thiên đạo cũng chính là phần thưởng của thiên đạo lớn nhất dành cho người tu luyện. Hồng Quân nhìn người thân vận bạch y áo trắng phiêu phiêu, bóng lưng cao lớn phiêu giật xuất trần, trong đầu hắn thoáng hiện ra một câu nói của Thiên Mông trong truyền thừa trí nhớ, một câu duy nhất khiến cho hắn cảnh tỉnh. Cũng chính bởi như thế, hắn mới có chút do dự tặng thiên đạo chi nhận cho Huống Thiên Minh. Nếu tính riêng thiên đạo, bản thân Huống Thiên Minh từ khi Thiên Mông sinh ra hắn thì chính là đã chứa 1/3 tinh phách chi nhận. Trong nguyên thần của hắn, trong thân thể, toàn bộ đều khi xuất sinh sớm đã xem như hình thành thiên đạo ấn ký vững vàng trong người hắn rồi. Cũng chỉ có hắn mới có thể lĩnh ngộ được câu nói của Thiên Mông kia. Cả sa thành bị nén xuống gần nửa trượng, tường thành vốn cao 3 trượng lúc này cũng thấp đi rất nhiều. Một trận kinh hô chói tai vang lên trong óc Huống Thiên Minh. Huống Thiên Minh thở dài, liếc mắt thấy bộ mặt tái nhợt của thành chủ sa thành là Lăng Thanh Vân, trong mắt hiện lên một đạo khinh bỉ, vung tay phải về phía trước, Nguyệt Nha hình lãnh nhận xuất hiện phía trên sa thành. Một cỗ khí tức vô cùng ấm áp từ lãnh nhận phả ra, nhất thời đè nén lại khí tức uy áp kia, chính là thiên đạo chi nhận. Hôm nay Huống Thiên Minh đã được chính Hồng Quân đem tặng, kết hợp với phần trên người thì đã có 2 khối thiên đạo chi nhận, mà tổ mộc tu la chí bảo cũng là mảnh thứ 3 mà Thiên Mông phân ra. Khối thiên đạo thứ 3 cũng cơ hồ đã nằm trong tay hắn. Vấn đề đơn giản chính là chuyện thời gian mà thôi. Có thể nói giờ phút này hắn lực lượng tuy nói không thể bằng Đế Thích Thiên tuyệt thế cao thủ kia, nhưng cũng không kém nhiều lắm, ít nhất cũng hơn Hồng Quân là hắn đã có một lực lượng to lớn. Lực lượng vô cùng ôn nhu bao bọc dân chúng sa thành đang sợ hãi. Toàn thân Huống Thiên Minh quang mang sáng lạn, khiến cho Lãnh Diễm Phỉ bên cạnh gương mặt cũng ánh lên quang mang thần thánh, càng khiến cho ánh mắt người ta không tự chủ được mà hấp dẫn tới khuôn mặt nàng. Thiên băng địa liệt chi nhật, có kim pháp nam tử cầm Nguyệt Nha hình lãnh nhận, còn có thánh sử chi tuyền. Trong sa thành chẳng biết là ai thấp giọng truyền đến, sớm đã truyền vào trong tai mọi người. Theo thanh âm trầm thấp truyền khắp sa thành, mọi người đồng thanh hô cao: "Cung nghênh thánh sử, cung nghênh thánh sử!" Lúc này quyền ấn thật lớn đã hoàn toàn hình thành, linh khí thiên địa bốn phía sớm đã không còn bóng dáng, chính là đã bị Tát Hải dùng vô thượng công pháp ngưng tụ lại trong quyền ấn. Mà lúc này Tần Vũ cũng hoàn thành lần đầu tiên dẫn xuất lục đạo luân hồi, trông như một dòng suối màu đen kia. Chỉ thấy trên quyền ấn, dòng suối đã chậm rãi xoay tròn, một cỗ hấp lực thật lớn dần dần xuất hiện, hỗn độn nguyên khí bốn phía cũng là bị dòng suối hút vào. Hậu quả của việc hai lực lượng cường đại chí cực tạo thành chính là toàn bộ sa mạc đều bị bóng đêm bao phủ. Uy áp cường đại khiến cho mọi người đều kinh ngạc run sợ, quỳ xuống trên mặt đất. Trong số đó có cả binh tốt tu la tộc tại Tử Thành cùng với tù nhân. "Đến đây đi, tiếp một quyền của ta, Toái Ngọc Lưu Ngân!" Hào khí tận trời bùng lên, toàn thân Tát Hải rung lên, đã lâu lắm rồi không có sức lực lượng cường đại như vậy. Có thể không cần hạn chế lực lượng của bản thân thì đây chính là điều kiện tuyệt vời nhất. Tần Vũ chỉ hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Lục đạo luân hồi, không bằng gọi ngươi là lục đạo tinh thần đi, nuốt quyền ấn kia cho ta." Từ giữa không trung, quyền ấn và dòng suối màu đen đồng thời tản ra quang mang chói mắt. Quyền ấn không vì thế mà chịu lùi bước, đúng là trực tiếp hướng thẳng dòng suối màu đen kia tiến tới. Khí thế kinh thiên, trong hai giới mặt đất đồng thời nhúc nhích. Xa xa, Đế Thích Thiên chắp tay mà đứng, trong mắt hiện lên một đạo chiến ý cuồng nhiệt quát: "Hảo, không hổ danh là Tát Hải và Tần Vũ, các ngươi đều là đối thủ mà ta phải tôn trọng." Phía sau hắn, mười mấy đạo thân ảnh đã đứng thẳng cung kính, trong đó 8 người chính là Bát Đại Thiên Vương, 2 người còn lại là Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn. Nghe được Đế Thích Thiên đột nhiên thốt lên như vậy, tuy trong lòng mọi người không rõ nhưng cũng không dám hỏi. Mà tại thiên giới, tại một chỗ thâm sâu cùng cốc, một tiếng giống truyền đến: "Rốt cục là làm cái gì vậy? Tại sao lại ồn ào như vậy? Còn không phải là phá giấc ngủ sao?" Trong lúc đó, thiên giới và tu la giới có một không gian hỗn loạn, chính là thiên khanh. Mà thiên khanh này cũng không chỉ có đơn giản là một không gian hỗn loạn. Dọc theo bên bờ không gian hỗn loạn là một ngọn núi thật lớn sừng sững tại nơi này. Lúc trước Đế Tuyết Phong cũng từ thiên giới đến thiên khanh đi mất mấy năm thời gian. Mà dãy núi lớn này, ngoại trừ chỗ Phong Dực Thành, ngoài cái hạp cốc này ra, không thể có con đường nào khác có thể đi xuyên qua được ngọn núi này, trừ phi có thể đạt tới tu vi của Đế Tuyết Phong mới có thể dùng tự thân siêu cấp lực lượng vượt qua đám yêu thú hoành hành trên núi. Nếu không, cho dù là 6 cánh cũng không có thể cam đoan được an toàn cho bản thân. Nơi này là cấm địa của người thiên giới, là địa phương mà tất cả mọi người đều không muốn bàn tới. Sâu trong núi, suối chảy vô số, mặt đất chỗ cao chỗ thấp bất thường, linh khí thì dư thừa chí cực. Một đạo thân ảnh từ giữa sườn núi đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Chỉ thấy người nọ tóc dài rối bời không thể tả, nếu không phải trên mặt lóe lên quang mang của hai con ngươi thì giờ phút này hắn như là một con dã quỷ, khiến cho người ta phải sợ hãi. Thoạt nhìn người này đã cực kỳ già nua, da mặt nhăn nhúm, đôi lông mày màu xám, xem bộ dáng như là đã ngủ say từ rất lâu. "Hai cái tên tiểu quý vô sự đánh nhau, cái chó má gì, khiến lão tử từ trong mỹ mộng tỉnh lại. Chờ ta đi lấy đầu các ngươi." Wow. Hắn há to miệng ngáp một hơi thật dài, vỗ miệng tự nhủ: "Không biết ngủ bao lâu rồi, hình như đã trăm ngàn năm rồi. Còn nhớ kỹ lần trước xuất hiện là bị tên Thiên Mông tiểu tử kia bức bách đáp ứng hắn chuyện ta không muốn làm. Cũng không biết tu la tộc chí bảo có đúng hay không, vì tên tiểu tử thiên kia cướp đi rồi. Không xong rồi, không xong rồi, mẹ hắn." Đang nói, hắn liền ngừng lại, thân ảnh trong nháy mắt biến mất phảng phất như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Chỉ nghe thấy một đạo thanh ngâm từ xa bay tới: "Lão tử này phải đi Thiên Đế Phong. Tiểu Thiên, nếu cả gan dám đoạt thiên đạo chi nhận, lão tử sẽ lấy đầu hắn." Quang mang bắn ra bốn phía, giải phóng ra cường đại uy áp, bắn tới phía dòng suối màu đen. Thiên địa bốn phía trong nháy mắt xảy ra biến hóa mãnh liệt, cả không gian đồng thời chấn động một hồi. Khí thế cường bạo chí cực nhất thời đánh bay Lăng Thanh Vân cùng Thượng Phổ ra xa, mà Tương Lãnh cùng binh tốt của tu la tộc còn lại đã sớm lui ra rất xa bên ngoài. Nếu không kịp lui về, nhất định đã bị nghiền nát, bị khí thế kinh thiên của hai người nghiền nát tại chỗ. Quanh thân Huống Thiên Minh tản ra khí thế cường đại, đưa Tân Ngộ Không cùng với Bạch Y Thần đang huynh huynh ta ta bao phủ lại. Tay còn lại là nắm chặt lấy bàn tay của Lãnh Diễm Phỉ, khí tức nhàn nhạt bao phủ lấy nàng, tránh cho người có tu vi yếu nhất như nàng bị lực lượng cường đại của hai người Tần Vũ làm thương tổn. Đùng 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 đoành. Trong bầu trời giống như tiếng cự nôi bích phát, kình khí quyền trưởng thật lớn cùng với lục đạo tinh thần của Tần Vũ đang gắt gao đối kháng. Từng đạo quang mang từ trong hai đạo kình khí lóe ra, chỉ cần một đạo nhỏ cũng có thể để lại trên mặt đất một hố sâu hơn 10 trượng. Trở đen đất tối, khắp nơi không có ánh sáng. Cả tu la giới, tất cả tu la nhân đều cảm nhận được lực lượng cường đại tràn ngập trong thiên địa, trong lúc đó làm cho bọn họ phát run, kinh ngạc và run sợ. Lúc này bầu trời đã có biến hóa rất lớn, chỉ thấy dòng suối màu đen đột nhiên tốc độ vận chuyển rất nhanh, nhất thời hấp thu quyền ấn kia. Chỉ đảo mắt, quyền ấn to lớn vô cùng kia đã rút nhỏ lại còn có một nửa, mà sắc mặt Tát Hải cũng đột nhiên chuyển sang màu trắng, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Tần Vũ sắc mặt cũng đã sớm tái nhợt, kích phát lục đạo luân hồi trong cơ thể đã hao phí rất nhiều lực lượng, duy trì dòng suối này giữa không trung lại càng khiến hắn khó khăn hơn. Lực lượng toàn thân bị sử dụng không còn, tinh vân bên trong đan điền đã dần đình chỉ xoay tròn. Mắt thấy quyền ấn ngày càng nhỏ, Tần Vũ cũng dần dần chống đỡ không được. Linh quang trong đầu chợt lóe, liền nghĩ tới có thể dừng lại Phía bên trên đoàn người Đế Thích Thiên đang ở chân núi. Thoáng suy tư, khóe miệng Tần Vũ nở ra nụ cười. Đã bị Đế Thích Thiên lợi dụng một lần, vậy hắn giúp mình ngăn cản một chút lực lượng của Tát Hải cũng không tính là gì. Không chút do dự, Tần Vũ nắm bắt cơ hội. Chỉ thấy lục đạo luân hồi đột nhiên vận chuyển với tốc độ kinh người. Không trung quanh dòng suối nhất thời nứt ra một khe hở màu đen, hoàn toàn hấp thu quyền ấn vào trong. Nơi nào đó tại Thiên Sơn, Đế Thích Thiên vui mừng nhìn hai huynh đệ Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn, cười to tán thưởng nói: Không hổ là nhi tử của Đế Thích Thiên ta, xem ra trong tu la giới này các ngươi cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là cũng rất có tương lai. Phong Nhi nét mặt cũng đã có trải nghiệm ít nhiều, Thiên Hồn cảnh giới cũng đã đề cao hơn rất nhiều. Ta quyết định quả nhiên là rất đúng mà. Đế Tuyết Phong có chút ngượng ngùng cười, một điểm cũng không bàn luận mỹ nữ tiêu sái như lúc ở cùng Đế Thiên Hồn. Đế Thiên Hồn hai mắt nhìn đăm đăm, trong lòng thầm phục, ca ca quả nhiên lợi hại. Bát Đại Thiên Vương thấy Đế Thích Thiên vui mừng, cũng đều tiến lên chúc mừng hai huynh đệ, nhưng là bọn họ đã đạt được rất nhiều thành tích. Mọi người đang vui vẻ, chỉ thấy đột nhiên phía chân trời, một cái hang màu đen khôn cùng vô tế xuất hiện trước mặt, liền chấn động. Toàn thân Đế Thích Thiên đột nhiên bích phát ra khí thế cường đại, đưa mọi người vào trong đó. Tới đây thì một đạo lực lượng kinh người từ phương xa trong nháy mắt xuất hiện trước mặt, làm cho bọn họ một trận kinh sợ, hung hăng công kích tại vòng bảo hộ của Đế Thích Thiên. Oanh! Thanh âm tinh tai nhức óc khiến Bát Đại Thiên Vương, thậm chí là Đế Thiên Hồn choáng váng. Chỉ có Đế Thích Phong là có thể bảo trụ vài phần tỉnh táo. Hắn kinh ngạc nhìn Đế Thích Thiên, trong nháy mắt sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hảo, Tát Hải cũng như thế khi dễ ta sao? Đế Thích Thiên hít một hơi sâu, tiếng thét phẫn nộ từ trong miệng hắn phát ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một thanh âm từ xa lại truyền tới: Quét sạch chỗ này cho ta, gặp phải tiện dân tu la tộc giết không tha. Phốc! Sau khi quyền ấn trên bầu trời biến mất thì lục đạo luân hồi cũng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Tát Hải sắc mặt tái nhợt, nhìn quyền ấn chính mình phát ra biến mất thì cực kỳ khổ muộn, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tần Vũ, không thể tưởng tượng được tu vi của ngươi lại cao như vậy, ngay cả ta sắp đột phá 10 cánh tu vi hoàng giai cũng bị ngươi đả thương. Quang mang trên mặt chợt lóe, Tát Hải đã ngăn cản thương thế trong cơ thể, chậm rãi liếc mắt nhìn Tần Vũ, vừa lại lướt qua bảy người Hàn Sanh bên cạnh, bình tĩnh nói: Tát Hải ta không bằng người, tất nhiên là không thể nói gì, nhưng ta hy vọng Tần Vũ huynh đệ tại Sa Thành không nên sinh thị phi, nơi này dù sao cũng là địa bàn tu la giới. Trong mắt Tát Hải hiện lên một đạo lãnh quang, nhẹ giọng cảnh cáo: Nếu Tần Vũ huynh đệ một khi cố ý gây chuyện tại Sa Thành, Tát Hải ta cho dù có bại dưới tay ngươi cũng tình nguyện quần công cùng với ngươi, cũng không thể để cho tu la giới bị phá hư được. Tần Vũ hờ hững phất tay nhẹ giọng nói: Chúng ta chỉ là tới đây tìm người, một khi đã tìm thấy lần lập tức rời đi. Tát Hải huynh không cần lo lắng, nhưng thật ra Đế Thích Thiên đi tới tu la giới cũng là có chút ý đồ, còn phải cẩn thận với hắn hơn mới phải. Đa tạ Tần huynh nhắc nhở, ta lần này rời núi cũng là vì đuổi thiên nhân ra khỏi tu la giới. Nói đến đây, Tát Hải đánh giá Tần Vũ cùng với Cam Vân phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc thẹn thùng, hiển nhiên nghĩ tới có thể Tần Vũ hôm nay thân phận cũng chính là một thành viên của thiên nhân tộc, nhưng chính mình lại bại dưới tay của hắn, điều này làm trong lòng hắn có chút không cam. Dừng lại một chút, Tát Hải tiếp tục nói: Đương nhiên cũng không phải là đối với ngươi, còn hy vọng Tần huynh gặp tu la nhân chúng ta thủ hạ lưu tình. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Sau một hồi đại chiến đối với Tát Hải, trong lòng hắn cũng thầm bội phục. Lần này đánh nhau, nếu không phải là hắn đối với khống chế không gian có chút tinh tường, thoáng có chút lợi thế, nếu như nói Tần Vũ thắng cũng có chút miễn cưỡng. Dù sao trong tình trạng kiệt sức, toàn thân lực lượng đã sử dụng hết, giờ phút này còn có thể có nhiều tham vọng hay sao? Lướt thật sâu vào mắt Tần Vũ, sớm đã nhìn bọn người phía sau, Tát Hải hành lễ ôn nhu nói: Đã như vậy, ta đi trước. Vừa nói vừa cùng Hàn Sanh nhìn nhau, sau đó định hướng Thiên Sơn bay đi. Bỗng dưng xa xa một tiếng quát chuyển tới, trong thanh âm xen lẫn sự phẫn nộ, không gian bốn phía đều lại cùng bạo hẳn lên. Tát Hải, lão thất phu, đứng lại cho ta! Vì sao ngươi dùng Tử Vân Vô Cực đại pháp cường đạo lực lượng đánh lén ta? Tát Hải dẫn theo Hàn Sinh cùng đám người đang muốn rời đi thì bị một âm thanh bất thình lình vang lên, khiến mọi người kinh sợ. ai cũng nhìn về phía phát ra thanh âm, trông thấy Đế Thích Thiên đang râu tóc tán loạn phiêu phủ trong không trung. Nhìn Đế Thích Thiên đang muốn nổi điên, Tát Hải không khỏi phẫn nộ, thanh âm lạnh lùng nói: Ngươi muốn oai phong cái gì? Nói chuyện nên khách khí một chút đi. Đừng tưởng rằng ngươi là đế quân của thiên giới mà ta không dám diệt trừ ngươi. Đế Thích Thiên lúc này đang bực tức vì không hiểu chuyện gì xảy ra, lại trông thấy thái độ của Tát Hải thì không nhịn được lửa giận quát lớn: Ngươi lão thất phu này, dĩ nhiên là hèn hạ đánh lén ta. Hôm nay chúng ta phải kết thúc chuyện này. Ta cũng muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh đây. Không đợi Tát Hải nói chuyện, Hàn Sanh bên cạnh đã quát: Ngươi thì tính cái gì, dám ở trước mặt Tát tiền bối la hét sao? Không cần tiền bối động thủ, chỉ cần ta cũng đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi rồi. Nhìn song phương vung kiếm bạt cung, trên mặt Tần Vũ vẫn duy trì vẻ nhàn nhạt, thản nhiên tươi cười, tự như chẳng có việc gì phát sinh, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm buồn cười. Đế Thích Thiên, ngươi chơi xỏ ta một lần, giờ ta cũng chơi xỏ lạnh ngươi. Nhìn xem bây giờ ngươi thu thập tàn cuộc thế nào đây. Tâm tình của Đế Thích Thiên cũng không được thoải mái như Tần Vũ, vốn có thể tọa quan xem hổ đấu, không nghĩ tới thiếu chút nữa cả 8 kẻ tâm phúc cùng với 2 đứa con bảo bối của mình bị vạ lây, nhưng thế nào mà hắn không tức giận cho được. Lúc này trên người Đế Thích Thiên lộ ra sát khí vô hình, được bao phủ trong đám mây đen, lúc này không còn nhìn thấy thân ảnh đế quân thiên giới, mà như sát thần tà ma thời viễn cổ, dữ tợn nhìn Hàn Sanh nói: Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, kim quang lè lên, phá nhật tiễn đã hướng phía Hàn Sanh vọt tới. Phá nhật tiễn mang theo hơi thở hủy diệt, thiên địa linh khí hỗn loạn, không gian như động lại, khiến cho Hàn Sanh không thể không xuất ra bản lĩnh của chính mình. Chỉ nhìn thấy 9 đôi cánh chim sau lưng hắn toàn bộ đều mở rộng ra, tuôn ra màu trắng quang mang chói mắt, trong ánh mắt còn có một chút tinh quang. Song thủ Hàn Sanh gặp lại, hai tay kết thành những ấn chỉ cổ quái, mãnh liệt hét lớn một tiếng: Ngưng! Nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống tới một loại khủng khiếp, tường thành của sa thành dưới chân cũng kết thành băng tinh, xu thế đang không ngừng lan tràn. Phá nhật tiễn đang mạnh mẽ bay tới cũng đột nhiên chậm đi, nhưng khí thế không những không yếu bớt, thậm chí còn mạnh lên. Vốn phía sau phá nhật tiễn hình thành không gian loạn lưu, giờ phút này xung quanh lại tràn ngập thêm hàn khí. Lúc này cho dù được Huống Thiên Minh bảo vệ, dân cư của sa thành vẫn thống khổ vạn phần, chỉ có những người đứng ở phía sau lưng Tần Vũ thì không có ảnh hưởng gì đáng ngại, có vẻ như là những người bình thường đang xem kịch vui. Lúc này trên mặt Hàn Sanh đã khẩn trương hẳn lên, những cánh chim sau lưng kịch liệt run rẩy, hiển nhiên hắn cũng không thoải mái gì. Đang trong lúc cầm cự, đột nhiên hắn thấy trong người xuất hiện 6 đạo lực lượng dũng mãnh đang tiến vào cơ thể. Vốn nguyên hạch đang thúc giục toàn bộ tinh lực đối chiến, giờ phút này hàn khí cũng không ngăn cản được phá nhật tiễn, chỉ cách Hàn Sanh không tới một thước. Đế Thích Thiên kinh miệt cười: Tu La thất sát, bất quá cũng chỉ có thế thôi. Lão lập tức lạnh lùng nói: Phá nhật tiễn, phá! Phá nhật tiễn tuôn ra quang mang chói mắt như bạo hạch bùng nổ. Khi kim quang tán đi, sa thành không còn có diện mạo như lúc ban đầu nữa, tất cả chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đất đá lẫn lộn. Hàn Sanh cũng không biết tung tích, tại vị trí đó chỉ còn lại Tát Hải lạnh lùng nhìn Đế Thích Thiên trong không trung: Nếu ngươi đã quyết định, chớ trách ta độc ác. Tát Hải tự hồ như điên cuồng, nói từng chữ rít qua kẽ răng, trong mắt hàn quang đã hiện lên, cả người hắn bây giờ đã được bao vây bởi vũ khí màu tím. Linh khí thiên địa xung quanh điên cuồng tiến vào người Tát Hải, lấy Tát Hải làm trung tâm, giữa màu tím vũ khí như một cái động không đáy xoay tròn, hút thiên địa linh khí trong vòng trăm dặm không còn chút gì. Trạng thái như chân không. Như vậy nhưng hắc động vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn đang khuếch trương. Không những thế, bên dưới hắc động đã có những tảng không gian tháp hãm. Giờ phút này Đế Thích Thiên khi nhìn thấy Tát Hải nổi giận cũng không khỏi hối hận chính mình đã nỗ mãng. Chuyện đã tới nước này thì không thể dừng lại được nữa, chỉ còn cách là ngạnh kháng, liều mình đánh một trận. Tuy nhiên mặc dù hối hận, nhưng với vị trí của Đế Thích Thiên mà khiến cho hắn phải toàn lực đánh một trận cũng khiến cho hắn dị thường hưng phấn. Xuất ra thiên đạo chi nhận, khí thế vương giả mang theo hủy diệt khí tức. Thiên đạo chi nhận luật động cao thấp quanh Đế Thích Thiên, khiến cho lão giờ này như thiên thần. Bình tĩnh tỉnh táo nhìn Tát Hải ra tay, mà lúc này một kích cực mạnh của Tát Hải cũng được tung ra. Không giống như giao thủ với Tần Vũ, lão dùng quyền ấn, hiện tại là một đạo hắc tuyến. Một đạo hắc tuyến đen ngòm từ trong tử vụ bắn ra, phảng phất như u linh đến từ địa ngục, tràn ngập khí tức quỷ dị, làm cho người ta cảm giác lâng lâng, phiêu phù khó tả, nhưng lại không ai có thể chối bỏ uy lực của nó. Tần Vũ giờ phút này vốn vẫn mang trên mặt nét tươi cười, ánh mắt lại lộ ra tia mừng rỡ. Không hổ là kỳ tài của Tu La giới, nghe được những lời này của ta, dĩ nhiên đã có đột phá. Tuy nhiên... Tần Vũ lắc đầu. Lúc này thiên đạo chi nhận của Đế Thích Thiên cũng hướng tới hắc tuyến quỷ dị nghênh đón. Một tiếng nổ không thể tưởng tượng được vang lên, hắc tuyến bị thiên đạo chi nhận bổ ra, nhưng vẫn hướng Đế Thích Thiên phóng tới. Sắc mặt của Đế Thích Thiên khẽ biến, màu vàng quang mang từ thiên đạo chi nhận nháy mắt đại thịnh, giờ trông như một viên lưu tinh màu vàng cao thấp luật động, trong nháy mắt chia hắc tuyến thành những đạo mờ nhạt, tựa như bông tuyết màu đen phiêu đáng trong không trung. Hắc tuyến bị nghiền nát, nhưng không phải vì thế mà Đế Thích Thiên cảm thấy thoải mái. Lão cảnh giác nhìn màu tím vũ khí đang vây quanh Tát Hải, bởi vì lão biết nguy hiểm chính thức còn chưa đến. Nếu Tát Hải chỉ có từng đấy năng lực thì năm đó Đế Thích Thiên và Thiên Mông không phải hợp lực mới bức lui được hắn. Những năm qua lão có tiến bộ, vậy chẳng lẽ Tát Hải ngồi không chăng? Thứ nhất, đạo hắc tuyến vừa rồi chính là chiêu số mà năm xưa hắn chưa từng sử dụng. Vừa mới giao thủ đã thấy trong đạo hắc tuyến đó ẩn chứa một đạo năng lượng phi thường quỷ dị mà trước kia lão chưa từng thấy. Lúc này lấy Tát Hải làm trung tâm, từ giữa màu tím vũ khí truyền ra thanh âm lạnh như băng. Ha ha, để cho ngươi là người đầu tiên chứng kiến tử vân tiêu hồn mà ta mới lĩnh ngộ đi. Ha 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 ha. Chỉ thấy màu tím vũ khí bỗng nhiên liên lạc với những chấm đen trong không trung. Những chấm đen này đột nhiên phun ra vô vàn hắc tuyến. Những hắc tuyến này nhanh chóng vây chặt lấy Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng mang thiên đạo chi nhận phát huy tối đa, cả người giống như mặt trời sáng lóa lên màu vàng. Hương Thư, Uyển Hội, Viên Thủ lướt qua hắc quang, lập tức bị đánh văng sang một bên. Màu tím vũ khí vẫn còn cuồn cuộn không ngừng hướng hắc tuyến cung cấp lực lượng, tầng tầng lớp lớp hướng Đế Thích Thiên ép tới. Dần dần màu tím vũ khí tiêu tán, lộ ra Tát Hải với sắc mặt tái nhợt. Mọi người có thể thấy lúc này hắn tiểu tụy như thế nào, đâu còn hình ảnh tiêu sái oai phong như vừa rồi nữa. Giờ này trông hắn như một lão già đã gần tới cuối đời. Lúc này Đế Thích Thiên bị hắc tuyến bao vây, giống như một con tằm bị bao bọc bởi kén. Một đoàn màu đen trôi nổi trong không trung, không biết tình hình sẽ như thế nào. Tát Hải uể oải nhìn Đế Thích Thiên, lại nhìn Tần Vũ một chút, thấp giọng nói: phong cầu này cũng khiến cho ta hao phí gần một nửa tu vi, tuy nhiên hắn cũng không thoải mái gì. Lúc này Tần Vũ đã đi tới, vẫn vẻ mặt nhàn nhạt thản nhiên như vậy, khiến người ta không biết được hắn đang nghĩ gì. Chúc mừng Tát Hải huynh đã có đột phá, chiêu này không thể so với nửa tu vi của huynh được, chắc chắn sẽ yếu hơn. Tát Hải kinh dị nhìn Tần Vũ, một hồi sau mới nói: kiến thức của Tần Vũ làm cho ta thật bội phục, có được một người tri kỷ như ngươi thật là đại hạnh cho ta, nhưng cũng cho ta cảm thấy rất bất an đấy nha. Ánh mắt của Tần Vũ thâm thúy nhìn Tát Hải, lạnh nhạt cười nói: Tát Hải huynh lo lắng nhiều quá, ta không có ác ý gì đâu. Ta tới nơi này chỉ muốn tìm một số thân nhân bằng hữu, ta không thuộc về nơi này, ta cũng có nơi để về chứ. Nói xong Tần Vũ ngẩng đầu nhìn phương xa, nơi đó hắn có một thế giới, một nơi mà hắn thuộc về đó. Tát Hải không hiểu nhìn Tần Vũ, nhất thời cũng không biết nói gì. Lúc này một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khiến cho Hồng Quân, Huống Thiên Minh và nhóm người đang hướng về phía Đế Thích Thiên nhìn lại. Vốn chiếc kén lớn màu đen đang bao vây chặt lấy Đế Thích Thiên, rốt cuộc cũng có một chút kim quang xuyên thấu từ bên trong ra. Kim quang càng ngày càng dày đặc, rốt cuộc hắc tuyến tạo nên chiếc kén lớn cũng vỡ vụn ra, một luồng ánh sáng chói lòa hình thành phiêu phù tại không trung. Từ kim quang tràn ngập mang theo dư chấn, tạo thành một hố sâu phương viên hơn ngàn dặm. Theo kim quang dần tán đi, lộ ra Đế Thích Thiên đang cực kỳ chật vật, tóc tai lăng loạn, miệng thở hổn hển, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, khiến chiếc vạt áo cũng bị nhiễm hồng. Hơn nữa, 9 đôi cánh chim rất bắt mắt hiện giờ đã có tới 3 đôi bị cắt cụt ngủn. Đế Thích Thiên ngẩng đầu hung ác nhìn về phía Tát Hải, lau máu ở khóe miệng, nanh ngác cười: ha 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 ha, người bức ta tự bạo 3 đôi cánh chim, người cũng không tốt gì đâu. Nhìn bộ dáng của ngươi làm sao có thể đấu với thiên đạo chi nhận của ta. Ha 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 ha, để lại mạng của ngươi đi. Tát Hải nhìn khuôn mặt kinh khủng của Đế Thích Thiên cắn răng, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhất thời mái tóc dài sau lưng không gió cũng động lên, một cô khí thế kinh người bộc phát lên. Tần Vũ kinh hãi nói: Tát Hải huynh, người đã xác định chưa? Tát Hải lạnh lùng trả lời, tình huống đã như vậy, ta có cơ hội để lựa chọn không? Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay đem đồng đội đưa tất cả vào hỗn độn tinh thần lĩnh vực. Hồng Quân thấy tình hình không ổn, cũng tế xuất ra Hồng Quân giới. Lúc này Đế Thích Thiên đã dung nhập thiên đạo chi nhận vào trong cơ thể, một mảnh mây đen pha chút kim quang đã hình thành trên đỉnh đầu, một cỗ uy áp hủy diệt thiên địa được phóng thích ra, mà Tát Hải lúc này hai mắt đã đỏ ngầu. Đứng trong vũ khí màu tím, Tát Hải phảng phất như ác sát ma thần, hai đạo lực lượng chí cực va chạm nhau, khiến hỗn độn tinh thần lĩnh vực của Tần Vũ cũng rung động, một tầng khí huyết bốc lên. Hỗn Thiên Nguyên Đế Trảm, Huyết Ma Thị Hôn. Hai tiếng quát lớn vang lên, thiên địa xuất hiện vô số không gian tháp hãm, mấy trăm đạo lô điện to lớn tùy ý du đãng trong không gian hỗn loạn này. Đế Thích Thiên phiêu phủ giữa không trung, tựa như một vòng mặt trời màu vàng sáng chói mắt. Một tiếng Hỗn Nguyên Thiên Đế Trảm bạo ra trong nháy mắt, cả người như hóa thành một thanh loan đao hình bán nguyệt, chính là bộ dáng của thiên đạo chi nhận. Đây cũng chính là kết quả mà Đế Thích Thiên dung hợp với thiên đạo chi nhận. Mặt trên của thân đao màu vàng lưu động một loại hoa văn màu đen, trang trọng thần thánh lại thêm phần quỷ dị. Mà Tát Hải trước mặt Đế Thích Thiên giờ phút này toàn thân cũng bị huyết sắc vũ khí bao vây, cơ hồ cũng tỏa sáng. Tát Hải đột nhiên quay đầu về phía bọn Tần Vũ, đôi mắt đỏ quạch dữ tợn kinh khủng, giống như hung thần từ địa ngục đến. Hốt nhiên bảy cái bóng phóng tới bên cạnh Tần Vũ. Tần Vũ và mọi người liền kinh hãi, nhưng nhìn kỹ lại chính là bảy người Hàn Sanh đang trong trạng thái hôn mê. Tức thì một thanh âm vang lên trong tai Huống Thiên Minh, tiểu a, nếu ngươi đã dung hợp thiên đạo chi nhận của Thiên Mông, vậy ngươi chính là đế quân của Tu La giới. Đây cũng là số mệnh và cũng là trách nhiệm của ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ con dân của Tu La giới cho thật tốt. Ai, không có nghĩ tới ta tự cho mình là khoáng thế anh tài, chính là vẫn không bằng lão quỷ Thiên Mông. Có lẽ tại một nơi khác còn có thể có cơ hội cùng với hắn đấu một lần. Huống Thiên Minh mê mang nhìn Tát Hải khi cảm nhận được những câu nói tràn ngập thê lương và không cam lòng kia. Huyết Ma Thị Hôn, thanh âm thê lương từ trong miệng Tát Hải vang lên. Huyết quang vây quanh Tát Hải đại thịnh, từ một góc trời xuất hiện những đám mây màu đỏ, từ từ hướng phía dưới đè xuống, uy áp trực tiếp lên Nguyệt Nha Loan đao của Đế Thích Thiên. Từng đạo lôi điện hỗn loạn trong thiên địa tùy ý lóe lên. Cảnh tượng thiên địa này phảng phất như hết thảy đã đến ngày tận thế. Huyết ma sao? Huống Thiên Minh thấp giọng than, phảng phất tận sâu trong tiềm thức của hắn có điều gì đó đang được cất giữ, nhưng bởi vì bị cất giữ quá sâu nên hết thảy vẫn còn quá mông lung. Nguyệt Nha Loan đao do Đế Thích Thiên hóa ra trên bầu trời mang theo khí tức cực mạnh, trực tiếp bổ tới hướng Tát Hải. Nhìn có vẻ rất chậm, nhưng dọc theo trưởng đạo không gian như là bị giãn nứt, hóa thành hư vô, có thể thấy được uy lực của nó. Tần Vũ bình tĩnh quan sát hết thảy mọi việc, trong lòng thầm than, háo, đây là thực lực chân chính của Đế Thích Thiên sao? Sợ rằng tu vi trưởng khống giả kiếp trước của ta muốn tương tổn được hắn mà toàn vẹn trở ra cũng không dễ dàng gì. Nhưng bây giờ hắn thi triển thế này, cho dù là chiến thắng, sợ rằng cũng thương tổn rất lớn đến thân thể. Còn Tát Hải, tại sao lại sinh ra quỷ dị như vậy? Hiện tại hắn hình như đang mượn ngoại lực nào đó, một loại lực lượng không thuộc về không gian này, quá mức hung tàn, bạo ngược, tính căn trả rất mạnh. Hắn có thể khống chế được sao? Nhìn thấy Hồng Quân bên cạnh, hai mắt cũng tràn ngập suy nghĩ, không khỏi thở dài nói, đã trải qua ức ngàn năm tu hành tâm tính lại như thế, khó trách trong thiên giới các nhân vật đỉnh cao lại quá ít như vậy. Đúng là tham vọng theo đuổi lực lượng đã che mắt bọn họ rồi. Hồng Quân nhìn đôi mắt Tần Vũ trong thâm thầm tươi cười, mà Ngộ Không cùng Mục Thiên còn lại ở phía sau chính là đang mê man nhìn cảnh trước mắt. Chỉ có Huống Thiên Minh đứng tại chỗ không biết cúi đầu nghĩ cái gì, phảng phất như mọi chuyện hết thảy không có quan hệ đến hắn. Lúc này Nguyệt Nha Loan đao do Đế Thích Thiên biến thành đã bổ tới trước mặt của Tát Hải. Thế nhưng Tát Hải vẫn không có phản ứng gì, chỉ là khí tức bạo ngược càng thêm nồng trọng. Ca sát một tiếng, một đạo chớp đỏ đánh lên trên mặt của Lan đao, khiến cho nó không khỏi run lên, phát ra một tiếng kêu to. Hốt nhiên trong quang mang Loan đao đại thịnh, không gian bị Đế Thích Thiên nghiền nát, vây lấy Tát Hải tại trung tâm, hình thành một cái hắc động hút cả huyết vân ngập trời. Mà Tát Hải đang bị bao vây bên trong huyết quang, vẫn nhắm mắt. Những mảng huyết vân đang vây quanh Đế Thích Thiên cùng Tát Hải, cùng với mấy trăm đạo xích lôi đồng thời bổ tới Tát Hải. Diệt thế ma kiếp! Một thanh âm thô khoáng vang lên. Tần Vũ giờ phút này hai mắt tinh quang lòe lòe, nhưng thanh âm cũng không phải từ hắn phát ra. Từ nơi thanh âm phát ra nhìn lại, chỉ thấy một lão đầu đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Chưa nói đến lão nhân này là người như thế nào, đơn giản có thể dưới tình huống này xuất hiện mà Tần Vũ không cách nào phát hiện được, cũng đủ biết hắn bất phàm ra sao. Súc sinh lại sử dụng côn pháp thiên địa bất dung, cứ xem như lão tử không tồn tại sao? Chỉ thấy lão nhân kia hai tay giơ lên, kết thành một ấn cổ quái, chậm rãi dung hợp vào giữa huyết vân, nhất thời hào quang sáng chói lóe lên. Một quang điểm màu vàng từ phía trung tâm huyết vân bắn ra, đúng là Đế Thích Thiên. Khi Đế Thích Thiên rơi xuống mặt đất thì đã lâm vào trạng thái hôn mê, mà lão nhân kia lại lắc lắc đầu, chuyển hướng nhìn về phía Tát Hải. Lúc này huyết vân đã bao kín toàn bộ thân thể Tát Hải. Độ dày của màn huyết vị này quá dị thường, giống như một khối nhục cầu dơ bẩn, làm cho người ta cảm giác trong lòng không thoải mái, đồng thời tại đó tản ra khí tức bạo ngược kinh khủng. Lão nhân nhíu mày nhìn Tát Hải thấp giọng nói: không nghĩ tới ma đầu trong lời tiên đoán đã xuất hiện rồi, thế nhưng được sinh ra từ nơi nào đây? Trầm ngâm một lát, lập tức hai mắt lão nhân trợn tròn, sớm đã không lơ là chút nào, hai tay vung lên, trong không gian xuất hiện từng đạo hồ tuyến xinh đẹp, cứ như vậy hài hòa không có quy luật, phảng phất như từng đạo hồ tuyến này là đã tồn tại từ trước vậy. Tần Vũ thấy vậy liền ngây người, nhưng lại cảm giác được như hiểu ra cái gì đó, mặc dù cảm giác đó là cái gì thì không thể nói rõ. Lão nhân kia đảo mắt đã tại không trung, từ những đạo hồ tuyến hoa xuất một đồ án kỳ diệu, khiến người ta nhìn vào cảm thấy một sự im lặng dị thường. Đồ án này trong nháy mắt bể tan tành, biến thành những điểm sáng trông như những vì sao hướng về huyết vân kia. Đây cũng là một cảm giác thật kỳ diệu, ngay cả Tần Vũ thấy được đồ án sau đó cũng nhắm mắt lại, về mặt an tường như là phi thường hưởng thụ. Nhưng là trong lúc này lại truyền đến một thanh âm bất hòa, giống như là tiếng dã thú chu lên, nghe rất thê lương lại cực kỳ phẫn nộ. Tần Vũ cùng mọi người phía sau đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía nơi nào đó. Lúc này thống khổ nhất sợ rằng chính là Hồng Quân, bởi vì Tần Vũ tại ở một chỗ hưởng thụ mà đặt toàn bộ lực lượng bảo vệ mọi người lên trên người Hồng Quân giới. Lực lượng của huyết vân tán vọng cũng rất kinh khủng. Kỳ thực nếu Huống Thiên Minh dùng thiên đạo chi nhận cũng có thể trợ giúp một ít lực, nhưng không biết tại sao giờ phút này hắn lại đang ngây ngốc tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Hồng Quân bảo vệ mọi người thấy Tần Vũ phảng phất như là đang ngủ, vẻ mặt rất hưởng thụ. Huống Thiên Minh thì đứng yên, những người khác thì phần lớn đều đang đứng quan sát. Về phần Tôn Ngộ Không, hai mắt tỏa sáng nhìn lên bầu trời, thiết bổng trong tay bị hắn nắm chặt, nhìn vẻ mặt rất là hưng phấn. Nếu không phải là hắn hiểu được không cách nào kháng cự lại áp lực của huyết vân kia thì dám chắc đã tùy tiện lao ra đấu một phen rồi. Đột nhiên trong huyết vân chuyển đến thanh âm vô lực của Tát Hải: tiền bối là người sao? Ta cảm giác được khí tức của người, vẫn xin người hãy giết ta đi, ta không muốn vậy, ta không muốn. Sau đó chỉ có thể nghe thấy tiếng nói mơ hồ, giống như đứa nhỏ trước mặt cha mẹ. Ai, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu cần gì như vậy. Người biết sai rồi, nhưng là ai có thể giúp người đây? Người nghĩ rằng ta không muốn giết người sao? Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là ngươi không phải không biết lời tiên đoán, ma đầu này một khi xuất hiện thì ai có thể ngăn cản đây? Một đường sinh cơ lại ở nơi nào đây? Lão nhân ngửa mặt nhìn huyết vân trên đầu. Nhưng trước khi một đường sinh cơ xuất hiện, nói như thế nào ta cũng không thể mặc kệ mà ngồi nhìn được. Lão nhân hai mắt tinh quang lóe lên, trên trán xuất hiện một ấn ký chậm rãi phóng lớn giữa không trung. Điều ta có thể làm cũng chỉ có thế thôi. Lão nhân nói xong phóng ấn ký vào trong huyết vân. Sau khi ấn ký đánh vào một trận xích vân, bốc lên trận phiến động, làm cho người ta không khỏi tê dại. Từng đạo hào quang màu trắng phát ra tại mặt ngoài xích vân, hình thành một vầng sáng hình bạc. 100 năm, nhiều nhất là 100 năm. Lão nhân nhìn về phía bầu trời hô to: Thiên Mông tiểu oa nhi, nếu ngươi có thể thành công trở về, có lẽ có thể hóa giải trường hạo kiếp này rất đơn giản. Ai, cho dù bây giờ lão già này có toàn lực thi triển cũng bất quá chỉ có thể vây khốn ma đầu này 100 năm mà thôi. Lão quỷ này cũng rời ta mà đi, bây giờ ai có thể giúp ta đây? Vậy đường sinh cơ trong lời tiên đoán rốt cục là ở nơi nào đây? Lão nhân thấp giọng than, thanh âm thê lương càng khiến cho người nghe cũng cảm thấy chua xót. Lúc này sau lưng lão nhân đột nhiên vang lên một thanh âm: Huyền lão lúc này cũng đa sầu đa cảm a à, không giống với tính cách của ngươi. Yên tâm, 100 năm là đủ rồi. Lão nhân kia nghe thấy có người nói không khỏi sừng sốt, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một kim phát nam tử tuấn mỹ phiêu giật đang cười cười nhìn hắn. Ngươi là... Lão nhân lập tức hai mắt trợn tròn. Ngươi dĩ nhiên đã dung hợp thiên đạo chi nhận của Thiên Mông Hoa Hoa. Nói như vậy ngươi cũng là truyền nhân của Thiên Mông sao? Hắn thế nào rồi? Người nọ đúng là Huống Thiên Minh. Vừa rồi mọi người hốt nhiên đã xem như hắn không tồn tại, thì hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ quang hoa màu vàng, mỉm cười đi tới phía sau lão nhân. Huyền lão, ngươi còn đang nghi ngờ về lời tiên đoán sao? À, thấy ngươi nghiêm chỉnh như vậy thật không dễ dàng. Huống Thiên Minh cũng không trả lời lão nhân, vẫn như trước cười ha hả. Ngày trời đất rách ra có kim phát nam tử, người có nguyệt nha, hình lãnh đao, chính là thánh sử chi tuyển. Biển máu bốc lên, tà ma hiện thế, chỉ có một đường sinh cơ. Lão nhân thấp giọng niệm lời tiên đoán được lưu truyền đã lâu, nhìn về phía Huống Thiên Minh nghiêm túc nói: Lời tiên đoán của Thủy Quân lưu lại, nào có thể quên. Xem ra người chính là thánh sử mà Thủy Quân đã nói. Vậy một đường sinh cơ là ở nơi nào, ngươi đã biết chưa? Hôm nay Huyền lão phong ấn ma đầu 100 năm, thời gian như vậy là đủ rồi. Sau đó sẽ giải thích với ngài. Trước tiên giới thiệu với ngài một vài người. Mời qua bên này. Dứt lời liền dẫn lão nhân đi tới trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ thấy lão nhân kia đi đến, vội vàng khiêm tốn nói: Tiền bối. Lão nhân nhìn thấy Tần Vũ không nhịn được gật đầu: Tiểu tử tu vi thật là đặc biệt. Sau đó lại nhìn mọi người phía sau Tần Vũ, hai mắt liền tỏa sáng cười nói: Oa oa này tạo hóa rất tốt à, lại có kỳ ngộ như vậy. Lúc này Huống Thiên Minh vội vàng đối với Tần Vũ và mọi người giới thiệu: Vị lão nhân gia này chính là một trong tứ đại hộ pháp giới, dưới quyền của Thủy Quân trước đây đình đính đại danh Huyền Vũ. Tứ đại hộ pháp vương ư? Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn về phía lão nhân. Ai, chuyện cũ không nên nhắc lại, ta bây giờ bất quá cũng xem như là một lão già bất tử mà thôi. Lão nhân thấp giọng nói: Huyền lão đừng quá khiêm nhường. Năm đó tứ đại hộ pháp phiên thiên vương hô mưa gọi gió, được tử dân thiên giới gọi là hộ vệ giao thần, nghe lệnh của một nhân vật thiên tài, ngắn ngủi thời gian 100.000 năm lên trở thành thiên giới đệ nhất nhân, chính là Thủy Quân. Huống Thiên Minh hướng mọi người giải thích: Khi đó thiên giới một mảng yên bình, cho đến khi ác ma dị giới xuất hiện, hoàn toàn phá hủy sự yên bình đó. Huyết ma. Lão nhân và Huống Thiên Minh cùng nhìn về phía đoàn huyết vân trên bầu trời nói. Lão nhân lại nói tiếp: Khi đó thiên giới giống như một luyện ngục, Thủy Quân cùng với chúng ta hợp lực tiêu diệt huyết ma. Cũng vì như vậy mà ba lão giả kia cũng vì thế mà ra đi. Có thể huyết ma trước khi chết lưu lại oán chú, nếu có người nguyện ý phụng hiến linh hồn của chính mình, có thể đạt được toàn bộ lực lượng của huyết ma. Lúc ấy Thủy Quân trọng thương, đã dùng toàn bộ lực lượng phong ấn hắn lại tại thiên giới, lập nên thiên trì của thiên nhân cùng với cổ thụ tu la giới bây giờ. À, làm xong chuyện đó, một đời thiên tài cũng liền hóa thân vào thiên địa. Đến lúc lâm chung thì chỉ để lại lời tiên đoán như vậy thôi. Trầm mặc, mọi người cùng lâm vào trầm mặc. Đột nhiên Huyền lão kêu lên: Oa nhi ngươi, nói điều này cũng vô dụng. Ngươi nói thời gian 100 năm là đủ, vậy nên làm thế nào đây? Huống Thiên Minh ngượng ngùng cười: Kỳ thực ta cũng không biết, trong ký ức cha ta lưu lại chỉ nói chờ khi ta dung hợp toàn bộ thiên đạo chi nhận của người sẽ có biện pháp. Tu la chí bảo đến lúc trưởng thành còn không đến 100 năm nữa, cho nên ta mới nói là đã đủ rồi. Huống Thiên Minh cười cười nói tiếp: Bây giờ chủ yếu trước mắt là nên giúp bọn hắn ra sao đây? Nói xong hắn chỉ về phía bọn người Đế Thích Thiên và Hàn Sanh đang nằm trên mặt đất. Bọn họ rồi sẽ van xin ta, van xin ngài, van xin Tần bá phụ nữa. Tần Vũ cười không có đáp lại, lập tức dùng thần thức tra xét, thấy Hàn Sanh chỉ là bị một cỗ ngoại lực làm chấn động nên lâm vào trạng thái hôn mê, không đáng lo ngại. Nhưng còn Đế Thích Thiên thật ra tình hình không cả khả quan lắm, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, nguyên hạch vỡ vụn, nếu không phải thiên đạo chi nhận bảo vệ nguyên thần, sợ rằng đã sớm bị hôi phi yên diệt. Tần Vũ sắc mặt nghiêm trọng, suy nghĩ trong chốc lát, tiện tay đưa một đạo sinh mạng nguyên lực tiến vào trong thân thể Đế Thích Thiên, cố gắng chữa trị kinh mạch bị tổn hại. Nhưng đạo sinh mệnh nguyên lực này lập tức bị một lực lượng cổ quái bức ra. Tần Vũ nhíu mày quay đầu lại nhìn Huyền Lão cùng Huống Thiên Minh nói: xem ra còn phải phiền Huyền Lão cùng Thiên Minh hỗ trợ rồi. Huyền Lão cùng Huống Thiên Minh không khỏi nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ giải thích tình hình hiện tại của hắn mọi người hẳn cũng biết, chỉ là thiên đạo chi nhận duy trì nguyên thần bất diệt cũng bài xích lực lượng của ta. Ta thấy Huyền Lão vừa rồi thi triển công pháp giam cầm nguyên thần rất công hiệu, cho nên muốn Huyền Lão mạnh mẽ rút một lượng nguyên thần của hắn ra khỏi cơ thể. Thiên đạo chi nhận lên thành vật vô chủ. Lúc này Thiên Minh dùng thiên đạo chi nhận của ngươi làm vật dẫn, ta sẽ chữa trị thân thể cho hắn. Sau khi chữa trị, Huyền Lão lại đưa nguyên thần phục vị trở lại chỗ cũ. Khi đó Đế Thích Thiên có thể tự thu hồi thiên đạo chi nhận rồi. Nghe xong Tần Vũ giải thích mọi người mới hiểu ra. Huống Thiên Minh nói: đối với thực lực của ta sợ rằng không giam cầm được lâu lắm, hy vọng Tần bá phụ có thể nhanh chóng hoàn thành. Tần Vũ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nhìn Huyền Lão rút nguyên thần của Đế Thích Thiên ra. Nói đến thì đơn giản, từng đạo ấn ký huyền ảo đánh ra, lão nhân mồ hôi chảy như nước, rốt cục cũng thành công rút nguyên thần ra giam cầm. Ông kêu to một tiếng, thiên đạo chi nhận của Đế Thích Thiên rời khỏi cơ thể, liền định bay về hướng không trung. Huống Thiên Minh vội vàng chém ra thiên đạo chi nhận, hưởng ứng phảng phất hai bả thiên đạo chi nhận không ngừng tiến sát vào nhau, như có ý muốn dung hợp. Tần Vũ quát to: Thiên Minh, ngăn cản nó dung hợp sẽ có lôi kiếp đấy. Thiên Minh tinh hãi phóng lực lượng thiên đạo chi nhận giam cầm thiên đạo chi nhận của Đế Thích Thiên cách đó không xa. Huống Thiên Minh thân thể rung động hướng Tần Vũ nói: Tần bá phụ xin nhanh lên, con không trụ được bao lâu nữa đâu. Một khối lượng lớn thiên địa linh khí trong trời đất vây quanh Tần Vũ cùng Đế Thích Thiên. Tần Vũ hai mắt khẽ động, nhẹ giọng quát: Kiền Khôn trận! Kiền Khôn trận pháp trong nháy mắt được lập lên, thân thể Đế Thích Thiên bị vây trong trận. Từng đạo sinh mệnh nguyên lực từ lục đạo luân hồi trong đan điền Tần Vũ chậm rãi phát ra, tất cả đều dung nhập vào trong người Đế Thích Thiên. Được sinh mệnh nguyên lực tư dưỡng, kinh mạch Đế Thích Thiên bị phá hư nhanh chóng lành lại. Lúc này Tần Vũ lại nghĩ đến có nên cải tạo lại Đế Thích Thiên giống như Ngộ Không hay không. Nghĩ thế liền lấy ra nguyên hạch trong cơ thể Đế Thích Thiên đã bị vỡ vụn, thay vào đó chính là một viên châu màu xanh biếc tràn đầy sinh cơ. Lúc đặt viên châu này vào cơ thể Đế Thích Thiên thì Huyền Lão đã trợn mắt há mồm, một lúc lâu mới nói được một câu: Đế Thích Thiên oa nhi này thật là có phúc khí lớn à. Nhìn bộ dạng của hắn dường như hắn không được chính bản thân mình bị thương. Lúc đó Tần Vũ cũng động dạng cho mình cho tốt một phen. Tần Vũ thấy thân thể Đế Thích Thiên đã được chữa trị phần lớn, liền hô: Huyền Lão, mau đem nguyên thần của Đế Thích Thiên phục vị. Huyền Lão, Huyền Lão, ngươi làm gì vậy? Vài tiếng hô to mới đưa được lão nhân Huyền Lão từ trong ảo mộng hoán tỉnh, vội vàng khống chế nguyên thần của Đế Thích Thiên trở về cơ thể. Chỉ thấy nguyên thần như một làn gió cuốn theo, mang theo hơi thở an tường, chậm rãi bay vào bản thể. Huyền Lão nói ngay: Nếu Tần Vũ oa oa trợ giúp ngươi như vậy, ta cũng bỏ ra chút công sức giúp ngươi những cái vô dụng kia. Kế tiếp là dấu tay huyền ảo trí cực cùng nguyên thần đánh vào giữa thân thể Đế Thích Thiên. Nhất thời một loại khí tức an tường tĩnh lặng bao trùm toàn thân Đế Thích Thiên, bạch quang oanh nhiễu vô cùng đẹp mắt. Ước chừng thời gian một chén trà, toàn bộ bạch quang hoàn toàn nhập vào trong cơ thể của Đế Thích Thiên. Bên này lại truyền đến thanh âm trầm thấp của Huống Thiên Minh: Huyền Lão, Tần bá phụ, ta trụ không được nữa rồi. Lúc này Hồng Quân đã cùng Hồng Quân giới phiêu phủ phía trên thiên đạo chi nhận của Đế Thích Thiên. Một đạo vũ khí màu xám bao phủ, được Hồng Quân trợ giúp, thiên đạo chi nhận táo bạo muốn thoát khỏi khống chế của Huống Thiên Minh, trở nên ngoan ngoãn hẳn, trông giống như một tiểu oa nhi nhìn thấy mẫu thân. Có điều Hồng Quân lại cau mày run rẩy nói: Cha, nó hấp thu lực lượng của con. Tần Vũ kinh hãi, không nghĩ đến thiên đạo chi nhận lại có thể tự nhiên cắn nuốt lực lượng của người khác, vội vàng thúc giục lục đạo luân hồi trong cơ thể giải vây cho Hồng Quân. Thoáng chốc, phía dưới thiên đạo chi nhận hình thành một vòng xoáy màu trắng đen xoắn vào nhau. Màu đen làm người ta phát lạnh kinh hãi, có cảm giác tử vong phảng phất như chớp mắt một cái là có thể mang đi tính mạng của bản thân, mà màu trắng lại tràn ngập sinh cơ, dường như là khởi nguyên của vạn vật, khiến cho người nhìn thấy cực kỳ thoải mái, như trở lại trong mẫu thể. Hai loại hoàn toàn bất đồng, không giống lực lượng có thể kết hợp. Nó hình thành khiến cho người ta cảm giác như không tồn tại mà lại quả thật là tồn tại. Tần Vũ cũng không thể giải thích được, lục đạo luân hồi được phóng ra so với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Tra xét nguyên nhân, linh quang hiện lên, chẳng lẽ là bởi vì cái đồ án của Huyền Lão kia sao? Tình huống khẩn cấp cũng không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tận lực khống chế thiên đạo chi nhận, chờ Đế Thích Thiên tỉnh lại. Lúc này Huyền lão nhìn ba người gật đầu tự nhủ, ba người này đều là khoáng thế kỳ tài, nếu lại trải qua ma luyện, thành tựu có lẽ sẽ trên cả Thủy Quân. Thế nhưng người có thể siêu việt như Thủy Quân sao? Huyền lão lắc đầu, tự kiềm chế mình thoát khỏi suy nghĩ miên mang. Mặc kệ như thế nào, một đường sinh cơ kia có lẽ nhất định nằm trên người bọn họ. Nhìn lại, trên mặt thiên đạo chi nhận có Hồng Quân giới, phía dưới có lục đạo luân hồi, chung quanh có Huống Thiên Minh trói buộc, cũng có vẻ an tĩnh, im lặng đi rất nhiều, lặng lặng phiêu phủ trên không. Nhưng tình hình như thế nào cũng chỉ có ba người bọn Tần Vũ mới biết được. Huống Thiên Minh kim quang đại thịnh, trông cả người như mặc kim giáp thiên thần, khiến cho Lãnh Diễm Phỉ ngây người, trong mắt tràn đầy ái mộ. Hồng Quân toàn thân đã bị vũ khí màu xám bao phủ, nơi nào đó đâu còn có thể thấy rõ diện mạo. Mà Tần Vũ hai mắt nhắm chặt, lục đạo luân hồi xung quanh đã xuất hiện một chút tinh quang trắng đen tương giao, cùng với tinh quang sáng ngọc trông rất dị thường. Thời gian trôi qua, đảo mắt quang cảnh này đã 10 năm. Đế Thích Thiên lo lắng tỉnh lại, nhìn xung quanh thì thào nói: "Ta còn sống sao? Ta còn sống sao?" Nhưng lập tức cảm giác được bản thân có biến hóa, tu vi toàn thân mất hết, nguyên hạch biến mất. Bên trong đan điền có một viên châu xanh biếc tản ra một năng lượng cổ quái xa lạ. Điều này là sao đây? Quay đầu lại, thấy Huyền lão đang cười cười nhìn mình, hắn lại lấy lại bình tĩnh hỏi: "Tiền bối, ngài như thế nào lại ở chỗ này vậy? Xem như ngài đã cứu ta, Tát Hải đâu?" Lập tức lại vội hỏi: "Con ta đâu? Bọn chúng thế nào rồi?" Huyền lão nhìn chằm chằm hắn một hồi, cười: "Không phải ta cứu ngươi, xem như Tần Vũ đã cứu ngươi. Về phần con của ngươi, ta không biết. Bất quá tại ngàn dặm ngoài kia có 10 người, có lẽ người ngươi nói có trong bọn họ đã qua 10 năm, dường như còn chưa chết đâu." Nói xong, Huyền lão nhíu mày lãnh nhan nói: "Ngươi cùng Tát Hải cũng thật là tu hành đã nhiều năm như vậy, tâm tính lại như thế, khó trách các ngươi vẫn không có tiến bộ. Đại loạn như vậy, lão nhân gia ta không muốn cũng phải tới giải quyết thôi." Đế Thích Thiên có cảm giác lực lượng cổ quái trong cơ thể, thế nhưng không cách nào tra ra điểm hữu ích, vì vậy hỏi Huyền lão: "Tiền bối, ta bị làm sao vậy? Tu vi của ta hoàn toàn biến mất rồi, khẩn cầu tiền bối cứu con ta, ta xin bái tạ." Đế Thích Thiên kinh hãi nhìn về phía Tần Vũ, có chút khó có thể tin tưởng. Dù sao thiên đạo chi nhận không phải là bình thường, người khác nhìn cũng không kịp, mà Tần Vũ đã giữ 10 năm không nghỉ ngơi. "Đám Tần Vũ oa oa kia tâm tính so với ngươi tốt hơn rất nhiều, nhanh đi thu lại đi." Nói xong liền biến mất không thấy đâu nữa. Đế Thích Thiên mang theo tâm trạng bất an tới gần thiên đạo chi nhận, một đạo dấu tay phóng ra, dung nhập vào trong thiên đạo chi nhận. Thiên đạo chi nhận hoan khiếu vui mừng bay về phía Đế Thích Thiên, giống như đứa nhỏ xa nhà lâu ngày được nhìn thấy cha mẹ. Lúc thiên đạo chi nhận sắp dung nhập vào cơ thể Đế Thích Thiên thì đột nhiên tuyên ra kình khí mạnh mẽ, bay khỏi chỗ Đế Thích Thiên gần trăm trượng. Trên không trung một vệt sáng màu đỏ hiện lên, thiên đạo chi nhận lại phi ngược hướng rời đi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.